truyền của những bậc chính thầy em hướng trở lên khấu để cho bắt đầu guitar có mặt trong đài hoài phúc của em ở đây. Xin một chào bố đây từ toàn thể quý vị. Vâng, xin cảm xin chào đón nhận xin diện và những bậc chính thầy theo chúng ta cùng trở lên đài hoài phúc để cho bắt đầu chúng ta có mặt trong đài lễ đăng quang bóng hình một ngày vào đây và trẻ trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời xin diện của toàn thể quý vị. Chúng ta cùng trở lên khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin kính quý vị, giám đốc đại diện trên đài Phúc, chúng tôi đã bắt đầu đón nhận sự diện bằng những bậc chính thành và đại diện quê chúng ta. Hãy cùng hiện diện tại tư gia của gia đình nay. Đứng cạnh chú rể ngày nay đó là bố mẹ sinh thành ra chú rể Simonet, đó là sự diện của ông Peter và bà Louisette. Và sự diện đứng cạnh tôi đây đó là sự diện của ông Mark Oilet, là đại diện của gia đình Hòa Trai. Và đứng cạnh cơ sô tu huyền ngày hôm nay đó là sự diện của bố mẹ sinh thành của cơ sô, đó là ông Đỗ Bát Lưu và bà Trịnh Thị Tâm. Và đứng cạnh sự diện của đại diện của gia đình của gái đó là ông Khiêu, là chú ruột của ông Đỗ Bát Lưu, đó cũng trở về để có sự diện quý vị ta cùng trở về ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng quý vị bắt đầu được đón nhận những tràng pháo hoa từ toàn thể quý vị. Vâng, xin gửi trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị và có mặt trong đại lễ báo hỷ mừng ngày vào năm đứa trẻ sinh bố Lét và từ chuyện của Thu Huyền ngày nay có sự diện bằng gia đình Hòa Trai trở về từ mảnh đất quê hương Canada cùng trở về để có đôi lời phát biểu. Và sau đây xin gửi trân trọng đón nhận sự diện mà anh Mark Oilet, chúng ta đại diện cho gia đình Hòa Trai được giữ được thành một đoàn của gia đình Hòa Trai cùng trở về trong đại lễ vô quy ngày nay. Xin trân trọng kính mời. Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là Mark, tôi là em trai chủ đề. Tôi xin gọi chúa tôi với gọi điện thoại. Dennis, bội tôi. Louisa, mẹ tôi. What's it? Zi toi? Zi. Ophélie, Marianne, René, Emoy toi? Annie, Banco toi? Simon, Shulai. Ui, chị đại, mọi khối tội. Em mới rồi thôi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Mark Oilet đã có những bản phiên bản tiếng Việt để gửi đến mình giới thiệu quý vị với sự hiện diện của ông Dinner là bố sinh thành ra chú rể và mẹ Louisette, đó là người mẹ sinh thành cho chú rể Simon Oilet, và sự hiện diện của đây là em trai của chú rể và sự hiện diện của chú và dì và em của chú rể đã cùng trở về trong đại lễ đăng quang báo hỷ của đôi bạn trẻ Thu Huyền và Simon Oilet ngày nay. Xin một chào và ban tiếp vị để đón nhận sự hiện diện của những vị khách của gia đình họ nhà trai. Vâng, và sau đây xin được trân trọng đón nhận lời phát biểu đến từ bố của chú rể. Xin được trân trọng đón nhận sự hiện diện của Dinner có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Nos deux familles sont loin physiquement. Nos deux familles sont loin au niveau langue, culture, environnement. Mais nos deux familles sont proches au niveau de ce qui compte vraiment. Le cœur, les valeurs, l'importance de la famille. Et maintenant, nous sommes encore plus proches. Nous accueillons Win dans notre famille, elle qui est déjà la chérie de la sienne. Et bientôt, le trait d'union par excellence, une petite fille qui fera le pont entre nos deux familles. Ma première petite fille, celle de ma femme aussi, et la première de Baleyou et de Tam.
Xin đại diện chúng ta chào tất cả. Vâng, giờ đây thì ông Trịnh Đức Trọng đã thay mặt cho gia đình họ nhà trai sẽ phiên dịch toàn bộ phần phát biểu của ông Dinner bằng tiếng Việt. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, tôi xin chào tất cả các gia đình của chúng tôi. Chúng tôi ở rất xa, một bên là Canada, xa xôi một bên là Việt Nam thân thương. Chúng tôi luôn tìm thấy sự gắn kết sâu sắc thông qua những giá trị chung mà chúng tôi yêu quý. Hai nền văn hóa, hai ngôn ngữ và biết bao nét phong tục tập quán đặc biệt vẫn có không thể làm mờ đi tình cảm thân thương của hai chúng tôi và hai đất nước. Hôm nay một ngày đặc biệt tràn đầy niềm vui bởi chúng tôi chào đón Huyền, một thành viên mới với gia đình. Huyền không chỉ mang lại niềm vui và sự ấm áp cho chúng tôi mà còn là niềm hy vọng, hứa hẹn về một tương lai gắn kết hơn nữa khi chúng ta sớm chào đón đứa cháu gái đầu lòng. Và đó là bé gái đầu tiên, cháu gái tôi cũng là cháu gái đầu lòng của Bá Liêu và Tâm. Cho dù có cách trở ngàn dặm, tôi hy vọng đại gia đình chúng tôi vẫn hướng về nhau. Thưa quý vị, hai đất nước, hai con người, hôm nay theo phong tục Việt Nam, hai gia đình đã kết thành thông gia hiếu thảo. Lời đầu cuối cùng cho phép chúng tôi xin gửi lời chào tất cả các quý vị đại biểu đã có mặt hiện diện trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, xin chào mọi người, tất cả quý vị, và xin gửi trân trọng kính mời diễn viên Đỗ Dinner và ông Đỗ Bát Liệu là người sinh thành ra hai em ngày nay. Chúng ta cùng bắt tay để kết tình thông gia. Xin trân trọng kính mời diễn viên của ông Dinner. Vâng, xin chào mọi người, để chúc mừng quý vị gia đình chúng ta thông gia đoàn kết. Vâng, xin cảm ơn, và chúng ta thì trở về mảnh đất quê hương đất nước Việt Nam xinh đẹp, thì chú rể Simo Led hôm nay cũng có rất mong muốn để có những lời phát biểu chữ kiến của toàn thể quý vị chúng ta có mặt trong lễ báo hỉ của đoàn trẻ ngày nay. Xin được trân trọng kính mời diễn viên của chú rể. Bonjour papa. Bonjour, Bayou. Bon. Bonjour, maman. Bonjour, Tam. Mais. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être accueilli dans le village, la famille d'eau. La maison, le village, le Vietnam sont magnifiques. Vous êtes tous très gentils. Je suis un homme chanceux. On mange très bien aussi. Depuis le jour où tu as accepté de devenir ma femme, je suis l'homme le plus heureux au monde. Tu es la plus belle, la plus gentille et la plus drôle. Je t'aime et je vais toujours t'aimer. Xin chào tất cả mọi người. Chào bố. Chào bố bà Liu. Chào mẹ. Chào mẹ tâm. Tạp an phục. Khi đuộc chào đón. Và giá điên minh. Việt Nam đẹp lắm. Mỗi nỗi ô nê giả tốt. Thu kỳ hạp Huyền. Anh giác vui. Huyền em đã tốt. Em đã hài hước vui vẻ.
Em là tất cả của anh. Em đặt đẹp. Quyên, anh yêu em. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn sự diện của chú rể Simon Golet đã có đôi lời phát biểu. Trước tiên thì chú rể Simon Golet xin được cảm ơn những bậc sinh thành. Sự hiện diện đó còn là của ông Dinner, là bố của chú rể, và bà Louiette là mẹ chú rể. Và xin được cảm ơn người sinh thành cho em Huyền, đó là sự diện của ông Đỗ Bá Liêm, của bà Trịnh Thị Tâm đã sinh thành em Huyền. Để hôm nay thì chú rể Simon Golet có em Huyền xinh đẹp. Ngày hôm nay xin được chào vỗ tay từ toàn thể quý vị ạ. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể chúng ta dành tình cảm trân trọng nhất tại phong tục tập quán của Việt Nam để cho hoa cho cô dâu ngày hôm nay. Và xin một chào mọi tên từ toàn thể bà con, anh em, bè bạn
thân thích của gia đình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu Lưu. Thay mặt gia đình họ nhà gái, xin gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe, chúc bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, sau một thời gian gặp gỡ, tìm hiểu, tâm đầu ý hợp, hai cháu Huyền và Simon tâm đầu ý hợp, báo cáo hai bên gia đình, báo cáo các cấp chính quyền và được sự đồng ý của gia đình và chính quyền các cấp. Hôm nay hai gia đình chúng tôi thống nhất chọn ngày lành tháng tốt tổ chức buổi lễ báo hỷ, thông báo báo tin với niềm vui của gia đình với họ hàng, và cũng mong mọi người chính thức công nhận hai cháu Đỗ Thị Huyền và Simon là vợ là chồng. Thưa các quý vị, người Việt Nam rất nhiều người biết hai câu thơ yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đặc biệt, rất đặc biệt là hôm nay chú rể từ Canada đã đến quê lúa Thái Bình, Việt Nam, nơi về địa lý cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tức khoảng 20.000 cây số. Không chỉ vượt qua mấy núi mấy đèo, mà chú rể đã đi một quãng đường dài để đến với cô dâu người Việt Nam. Xin một tràng pháo tay của hôn trường để cổ vũ, động viên và chúc thành công của chú rể Simon người Canada. Thưa quý vị, ai trồng cây cũng muốn ngày mong chờ ngày cây ra hoa kết trái, ai nuôi con cũng muốn con mau khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng và sinh con đẻ cái. Hạnh phúc của các cháu cũng chính là hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi, và cũng chính là hạnh phúc của tất cả những bậc đã sinh thành ra các con, các cháu. Một lần nữa, thay mặt họ nhà gái, xin chào đón và sự hiện diện của các cô, các ông, các bà tại hôn trường hôm nay. Thay mặt họ nhà gái, xin kính mời các cô, các ông, các bà, tất cả các vị đại biểu có mặt hôm nay, mời dự tiệc một bữa tiệc ấm áp, tình người và vui vẻ. Xin cảm ơn, đồng thời cũng xin chúc ông Dino và gia đình họ ở nhà trai lời chúc sức khỏe, chúc chuyến du lịch của gia đình, của đoàn đại biểu tới Việt Nam khám phá thành công, lý thú và nhiều vui vẻ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn của đại diện của gia đình họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu. Bác xin cảm ơn sự diện của quý vị, ta cũng cùng trở về đây để dự đại lễ đăng quang báo hỷ một ngày một đời hoàn trẻ ngày hôm nay. Họ sẽ được trăm năm tràn đầy niềm hạnh phúc. Và sau đây xin cảm ơn cho kính mời toàn thể quý vị ta hãy cùng nâng ly để cùng chúc hạnh phúc cho bạn trẻ ngày nay. Họ sẽ được một cha đưa trên mới, và xin chúc toàn thể quý vị ta hãy dùng bữa tiệc tại một cưới ngày nay thực sự ngon miệng. Xin cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Vâng, xin quý vị,
ngày hôm nay trong đại lễ đăng quang báo hỷ mừng ngày vào đời của bạn trẻ ngày hôm nay thì gia đình họ nhà gái chúng tôi sẽ chính thức tổ chức những bữa tiệc để đón nhận sinh viên ta cùng trở về để cùng chúc mừng phúc cho em ngày nay họ sẽ được trăm năm tràn đầy niềm hạnh phúc. Vậy chúng tôi xin gửi thay mặt cho gia đình họ nhà gái và trích lời cho hai em Thu Huyền và Chu Bôi Lét xin gửi trân trọng kính mời quý vị ta hãy cùng nâng ly để cùng chúc mừng phúc cho em ngày nay anh họ sẽ được trăm năm tràn đầy niềm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn sinh viên quý vị. Và để quý vị chúng ta hãy cùng tự nhiên dùng bữa tiệc tại phòng cưới hôm nay thực sự ngon miệng. Giờ đây chúng tôi phép được bạn nhỏ âm thanh để quý vị ta hãy cùng tự nhiên dùng bữa tiệc ngày hôm nay thực sự ngon miệng. Xin trân trọng kính mời.